chào quý vị. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn toàn tỉnh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều mai có mưa và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 14 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Long An. Ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước khu vực này lên do nước đổ về, mưa tại chỗ và triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Theo đó, tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo cho ngày mai là 1,16m, tại trạm Tân Hưng là 1,95m, trạm Vĩnh Hưng mực nước được dự báo là 1,86m. Ở trạm Khương Điền B, mực nước đo được là 2,28m và 1,70m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Đối với khu vực phía Nam, mực nước khu vực này lên theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Trong ngày có hai lần xuất hiện đỉnh triều dưới khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ và 17 giờ đến 19 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, mực nước dự báo ngày mai là 1,50m và trạm Bến Lức là 1,60m. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính bởi gió mùa tây nam có cường độ yếu đến trung bình, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ, nâng trục lên phía bắc qua khu vực Trung Trung Bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, đêm nay có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, chiều mai có mưa và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều mai có mưa và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.